Đấy, dính tiếp, dính tiếp, dính tiếp. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Nga mà câu được con nào là cũng to con đó nhá. Đấy con lấy nhỏ đâu. Ừ. Cẩn thận nó tiếp nó mồm cá. Con cá đó, phải câu kiểu này. Câu cá lớn đơn. Ông là thấy bốn con là bằng cái tía teo rồi đó nhá. Cái đồ ở dưới cáo câu cái hồ. Cái hồ ấy, hồ của làng ăn toàn được con nhỏ thôi. Những cái câu đó đang sâu đôi loại đó cũng con giun từ con giun ra đấy cái này. Chắc ma phải chọn lên đi câu mà. Ma đưa mình hả? Ăn rồi đó, con đã ăn rồi. Đấy. Ôi, đứt, đứt lưỡi. Ôi trời ơi. Mất. Anh giật mạnh quá. Đấy, to. Kéo chìm luôn mà. Đấy. Dính như này. Ừ, ôi, chọc cái mít. Trắng hiếu luôn nhỉ. Con này con chưa phải cái loại to, hơi khá, khá mới khá tay á. Chưa phải loại to. Thế sao mà kêu? Bỏ lên. To nè. To. Giấu cái túi của mình đi. Tiếng mồi. Đấy, chết dính. Ô, chết bé nhỉ. Không ăn rút gớm nhỉ. Lấy cho bọn kia hết. Tao có chấp nhận đi đâu mà mới cứ lại câu tao nhỉ. Tại mì chứ không phải tại tao đâu. Bé cũng ăn. Càng ngon. Đấy, dính tiếp. À, có cái loại đấy. Để vô rồi nhìn. Giờ mới vô đó.
giờ mới ăn. Đâu rồi, rồi dùng được rồi. Cầu cho bay kỷ niệm bay một con nữa thôi. Vâng. Cho cháu một con là cháu đủ đĩa. Sao đi? Ông ngày mua ông chẳng câu. Tao thích lúc mua là chết lúc đó. Ông chăn trâu đi chăn trâu rồi ngày mua ông bóp cầm. Cũng là câu bên đó chứ mày. Bao cá. Cũng to đấy chứ. Đấy bây giờ nó mới vào đấy. Lúc nãy chưa vào. Ừ. Nhỏ cũng bắt. Nhỏ cũng ăn. Không to, không có to thì ăn nhỏ, không có to thì ăn nhỏ. Đó. Bọn nó mẹ lên câu hồ Trung Quả. Đang chuẩn bị ăn. Tính rồi. Đi là đi là dán là được rồi. Bọng đã là ăn đi mất. Dán nó dán cứ dán vàng là bằng cơm. Nhiều mỡ lên. Nhiều dầu lên. Chùm mỡ rồi mà. Để trong kia chứ. Đi câu gì anh em bảo là môn phái là môn phái trời đầy. Đúng là trời đầy. Không biết có ăn được nhiều không mà đúng. Mưa cũng không quản này. Ao to không được mà ao nhỏ cũng không luôn. Dễ mồi mồi nhỉ. Đấy. Mở bún rơi. Mở mắt vào đây nhà anh biết ra này. Đấy, ăn đấy. Đấy. Đang cứ lên đến đó là rớt nhỉ. À, hỗn máu điện nhỉ. Ông hủ à, ông hủ. Đấy. Đang ăn mà. Ăn, ăn mạnh đấy anh ạ. Đây, máu đi đây. Cái lưỡi của Nga nó cũng không bén lắm. Đó. Dính. Ăn hết. Bắt từ con tép rồi đi. Ăn hết. Vào đĩa. Cái mồi đây lấy cái mồi hỏa. Đúng thôi. Đúng rồi kìa. Chào ghét cái mặt ghét kìa.
ăn rồi đó. À đó, nhìn nó lên vô rồi đó. Có ăn không? Bên kia không à? Không được con nhỏ. Đấy, dính rồi. Loại nó dán lên là ngọt. Ăn không à? Nhỏ lắm anh ạ. Nhỏ. Nhỏ thì về ăn còn tính. Nhớ ra, chắc phải tính à. Mai làm to ăn nó hết rồi còn nhỏ. Đi đâu hết. Về. Về. Mai 8 9 giờ là kéo mà. Về rồi. Không. Trong đây nó nhiều màu, à, nhiều màu. Không ăn. Bên kia nhúng nhăng lại cũng được 1-2 con nha. Nó nổi cả lên. Nhưng mà cũng nhỏ. Ừ. Đấy. Cá nó cá rô phi ta không nhỉ? Cá ta như thấy đấy, nhưng con đấy là ăn là ngọt rồi. Đấy. Vào đó. Chùn chùn. Hắn mà có nha, anh lại cái chỗ kia anh ngoắc cả con luôn về về. Đấy lại ăn đấy, dính tiếp đấy. Quật xuất sắc đó, ông câu vẫn là xuất sắc đó nhờ. Chưa qua mặt. Giờ anh Hải mới được con này nè. Hẹn chứ hôm mà. Đó. Hôm đó đi sang ở bên đây thấy hổ nó tập trung thả lưới. Được con nào thì ra con đó nhá, nhờ. Nè cái loại con lại. Trời ơi. Được một con là ném gió là mạnh. Ô đó, quá sướng nè. Lúc đào nhà rất là nhiều nha. Đi lại cái góc ách cho một câu kìa. Ngoắc cả con vào thật đấy chứ. Một góc người ách kìa.
hôm nay thả nhiều chưa? Không mấy chục con đâu mà. Chết hết rồi còn gì? Chết hết rồi. Để thả lại chưa? Không có thả lại, tôi sót được mỗi đến chục con ạ. Với là cá cũ nữa. Cá cũ còn được mấy con, tầm 7 cân. Nó ngoái 80 con. Làm nhà mới đến lúc rồi. Con chó cho thợ là chỉ điện cho một thằng con, cháu thằng chó con lại 4 cân rưỡi. Ông nuôi má không để dành ra nó ông đi đưa ông kỷ niệm ông thả ông mua người chót tới anh làm nhà ông có tiếc cái gì biết rồi nhưng mà ý ông đính đây đính làm nhà nữa à. Ông Việt đó ông Đính Thanh mấy anh em ông đó chỉ làm được ít mình để nó ăn rồi cái đấy là hợp đồng bỏ khoát trắng nha có ở được Đính anh thả nhiều đấy làm ăn đó anh thả để khẽ thôi lò không nói, phải nói. Cái làm nhà anh vui đó, như thế có điều kiện mình cứ phải cho người ta phải nói. Có ông ăn rồi đó. Đấy, ư. Ừ. Đúng vô hàm luôn. Xịt lên này. Kéo cái đựng cá. Ông được con ông ném gió mạnh á. Đấy của ông rút rồi. Ôi rút thế mà ngoan nhờ. Đấy, anh Hải. Đấy. To là con này chắc phải cân rưỡi. Mới ngủ trưa cho anh em cùng đi bảo ông ra chặt cỏ đâu. Ôi thì rời mất rồi. Ngủ ở dưới đâu đó. Đi chỗ khác đi. Chỗ ông đang tía. Bắt đầu ăn ở đâu nhỉ? Đấy. Rồi đi. Đấy. Lên. Nhìn thấy cái kiểu nó ăn là biết ngay. Rồi đây xem mấy con nào. Bé. Bé cũng ăn. Mấy con to to coi nha. Cá nó ăn có dở của nó. Ăn. Ơ chà. Căn bản mình giật là theo hân ăn một hắt kéo một nơi mình giật nơi là kiểu bị chệch hướng á. Lên. Báo cá đi. Báo cá. Báo cá. To nhỏ kia. Báo hết. Cứ lần mô là anh ném gió mạnh. Cá thì to mà phải.
ao kia to thế mà không câu được con nào to đấy. Thiếu gà đâu ở dưới đấy đó. Nhìn rút có vẻ rất ngon nhỉ. Đấy. Đó, à. Được như tìm như được cá nhỏ. Lên. Đấy, lên lên lên. Còn đây. Lấy chục con như gì là ok rồi này. Nhắm nhắm nhau. Đấy, lên. Đúng giờ. Báo liên tục đi. Đấy, gì còn hứng khởi như mẹ câu mà cứ để đặt muốn mốc cả cần. Mốc cần rồi đó. Sao không đi đi ai đây? Sao không đi đi ai đây? Lên xem hội câu à. Ui, bóc cá. Lấy về cho chó. Nhạt nhạt. Đi cứ dán lên mà chấm nước mắm ớt. Dán lên. Báo cá, ui, ra bây giờ. Con to thì to rồi. Nhưng mà cái đấy. Lên. Ui, con này to này chúng ăn. À chà. Con này dính ngoài chưa? Không phải do cái cần của chú nó dẻo quá nên là nhìn nó kiểu. Cá. Đấy, lên. Nhưng mà cái cá tành lắm anh ạ. Cá trúc sọ á. Tành là tành cái mè hoa, tành lắm. Cá do giống nữa nhỉ. To nhỏ nhặt hết nha anh em nhé. Nhặt về uống rượu. Toàn được cá to à? Nhưng mà có cá là được rồi. Giỏi lắm mới được cái loại này đấy. Nhẫn toàn tính. Lên đấy. Đấy, ui. À, không, cái cần của chú nó dẻo. Chết. Đấy, to đấy. Thế là hắn vào rồi đó. Đỉnh rồi đó. Lần đi có vẻ giật được mỏi tay. Lên 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 lên. Lên cơ rồi, lên cơ rồi. À ông được 3 con đều cái loại là cực to nhá. Cái loại nước mắm mà thật ngon, chấm hóa, dính. Quá lôi mất con này hóa rồi. Đó của anh ạ. Ui, trời. Báo cá. Thì cứ báo đi là hắn mới lên cho đó. Cá đúng cá rô hi tà. Vâng. Tí ý cái nước mắm cốt với là quả ớt với nữa. Uống rượu xong làm bát cơm thì đúng là chấm hết luôn. Ngon. Ăn cơm ở xa nhà ăn ngon. Đây hồi mà đằng giếng mới ngon. Hôm đó, hôm đầu ấy. Hôm đầu mới ngon à. Nhưng mà tôi lại hôm thứ hai tôi lại mới vào. Cái nhà ông Phương đầu này, bà nó giống ngon nhỉ.
đói nữa, ăn lạ mồm. Đói. Đói. Đói ăn lạ mồm. Đói kiểu ca cũ vậy. Đấy, 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 đấy. Ơ, ừ, chà, có bụng bụng à? Còn, mô. Giữa con đi ăn. Ăn là có kiểu à. Ăn trượt. Đi là đi qua rồi. Nó phải. À, chà. Cái này đi câu một kia là một kia, một câu kia đó. Máu cá. Nói chung là cá chấm không thấy đầu thì thả cá chuối là phải ăn lá chuối là phải đến ăn. Cá vực ở đây to chưa? Cá vực còn kia ngoài kia không cân cân nấu lắm mềm lắm không ăn được không được đâu. Không có ăn tạm rồi. Ui, to mà. Ui, trời cong, vít cần nè. Ui, trời ơi. Ui, trời ơi. Béo nhờ. À, về đi. Chào tạm biệt anh em nhé. Buổi đi câu kết thúc.